vừa qua chứng kiến người vợ của mình cố gắng, nỗ lực và bền bỉ như vậy, thì anh cảm thấy và có suy nghĩ gì về chính người vợ, người thân yêu của mình? Xin mời anh. Trong thời gian vừa rồi, thời gian vừa qua, trong thời gian đầu mình ở bên nước ngoài, mình sang bên đấy làm thì cũng chỉ biết là vợ mình kinh doanh. Thời gian đầu mình còn đang cống cảm nhiều lắm, nhưng là càng về sau xong tới thời gian vừa rồi mình về thì mình trực tiếp nhìn thấy công việc của vợ mình, trực tiếp nhìn thấy sự cố gắng của vợ mình, mình rất là tự hào vì vợ mình. Chúc em luôn thành công trên con đường em đã chọn. Em rất tự hào về em. Vâng, chúng ta đang được chứng kiến đám cưới tặng gọi kim cương luôn đi. Vâng, đám cưới kim cương của hai vợ chồng. Vâng, và quý vị thân mến, có lẽ trong khoảnh khắc này đây đang xen lẫn lộn rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, những nỗi buồn, những nỗi đau của quá khứ, nhưng cũng đồng thời là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của những thành quả trong hiện tại, và thậm chí là những thành công to lớn hơn nữa trong tương lai. Và có lẽ trong số các anh chị ở đây, chắc là các anh chị là những người đã trải qua tất cả những cung bậc này. Chúng ta cũng đã bị những người thân của mình ngăn cấm, không tin tưởng. Những người bạn, những người thân yêu của mình, chúng ta quay lưng lại với chính các bạn, chính các anh chị. Nhưng tuy nhiên, vượt lên trên hết tất cả các anh chị, chúng ta minh chứng, chúng ta chứng minh cho tất cả những người xung quanh chúng ta thấy được rằng chỉ có thành công là câu trả lời xứng đáng nhất. Và thêm một lần nữa, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho hai anh chị ở đây, đúng không ạ? Và không biết là chị Nguyệt ngày hôm nay có chia sẻ với em là có món quà gì dành cho anh ạ? Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vậy thì, vâng, xin cảm ơn anh. Chị Nguyệt thân mến, và đó là những gì mà chắc là rất ngắn gọn thôi, chỉ bằng hành động gửi tặng cho người chồng của mình. Đấy là đăng nịnh đấy.